Tớ có đó, cái mình ăn đi đó. Các bạn ơi, đang lặn trái mâm xôi này, đói bụng quá chạy ra tiệm McDonald's mua hamburger ăn nè. Cái này là một loại bánh burrito của người Mexico, của người Mỹ đó. Để mình mở ra cho các bạn xem nè, cái trình mâm xôi nó chích không bây giờ nè. Nhìn cái bánh này, cái này của Vi hả? Đó, người ta quấn ở trong là chi đó các bạn, phô mai rồi đậu rồi thịt đó, trắng nên thấy được đó. Rồi phân phai nè, phân phai khoai tây chiên đó. Cái này hamburger, hamburger. Còn cái này là chicken nugget, chicken nugget. Cái này gà chiên này, gà chiên. Cái này hamburger này của ông xã, có mấy lớp vậy? Hai lớp phô mai với rau vậy thôi à. Ngon ha. Đó, mình thì thích ăn cái này đó. Hôm nay mình ăn cái này ha. Mấy đứa con thì ăn mấy cái đồ của người Mexico, mình thì ăn gà chiên. Các bạn ơi, mấy đứa nhỏ nó, mỗi đứa nó cầm một hộp và bánh nó đi rồi. Bây giờ mình ngồi đây ăn một hộp gà chiên nha. Đó, mời các bạn ăn với cái sốt mà cà chua mà loại cay cay này, cái này này, ăn ngon lắm. Loại này chấm mình thích. Wow, mời các bạn, rồi mình ăn miếng nha. Đói bụng leo xuống dưới hố xong leo lên là đói bụng liền các bạn. Loại cà chua này nó ngon, sốt này mình thích nhất trong tất cả các loại sốt mà ở tiệm McDonald's nó cho đó, sốt cà chua cay. Ăn ha. Lười biếng này các bạn, đang ngồi lặt từng trái blackberry ra nè, thấy không? Đó, lặt chưa xong đã lo ăn rồi. Đói quá chạy ra chợ mua đồ, ông xã mua hamburger ăn. Còn mời ăn gà chiên. Mua hai hộp gà, người ta cho một mớ sốt cà chua cay cay. Một hộp này là mình ăn từ 3 gói sốt cho đến 4 gói mới thấy đã nè. Đó. Ngon ha. Ở Mỹ á, mình đi ăn hamburger với mấy cái món này là rẻ nhất các bạn. Còn ăn tô bún hay tô phở là phải ở tiểu bang mình là $9 trở lên mới có được tô bún hay tô phở. Còn cái hộp này khoảng nhiêu tiền anh? $3 hả? Hộp này khoảng nhiêu tiền? Hộp này từ $3 trở lại thôi các bạn. Mình không biết bao nhiêu nữa, nhưng mà cỡ $3 mấy á.
2 đô hay 3 đô mấy gì một cái. Hả? Ăn những thức ăn này thì rẻ hơn. Ăn bún, ăn mì, ăn cơm. Ăn cơm nhà hàng Việt Nam thì dĩa khoảng trên 10 đô, trên 10 đô la. Ăn cái này nhanh, rẻ, gọn. Ăn cứu đói. Người biến nấu cơm á, chạy ra mua ăn đỡ. Ngon các bạn. Lâu lâu ăn lần chứ ăn hoài cũng ớn. Nãy giờ tới 3 gói sốt rồi. Nè, ăn hết 3 gói rồi. Lúc trước mình thích ăn cái này lắm. Cơ thì mình cũng không thích ăn lắm mà lại thích ăn chicken nugget. Cái này dễ ăn, ngon. Cái cay này chấm cái sốt này chấm vô nó hợp á. Bớp cà chua. Nước ngọt. Chắc no rồi các bạn. Mình ăn chút xíu là no rồi. Rồi. Rửa mâm xôi tiếp đây. Đã ăn xong rồi, no quá. Rồi, hôm nay cà chua chín quá chừng các bạn. Đó, dâu thì mình đã hái được rồi. Còn cà chua nè, cà chua vàng. Đây, mấy trái chín luôn ha. Đây nữa. Nhìn chín thấy cưng, dễ sợ chưa? Đã không? Đó, các bạn. Đây nữa nè. Đây nè. Đen thù lui luôn, bị gì đây? Hả? Nó bị gì các bạn ơi? Mình không hiểu cái trái này bị gì nữa. Chắc bị cái con gì nó ăn hay bị cháy nắng gì. Rồi, cà chua thì được 3 trái chín. Ở trên này nè. Trên này có bị gì nữa không? Sao nó bị gì kỳ quá ha? À, nó bị kỳ quá chừng luôn. Bị gì đây? Wow, hay là chín quá mình không hái. Rồi nó đen như vậy. Mấy trái dưới có bị không biết. Mấy trái này. Wow, con gì nó tới nó cạp rồi các bạn ơi. Coi nè. Trái cây mà chín mình chưa kịp hái là mấy con này nó tới nó ăn hết trơn, ổn chưa? Cuối cùng còn được có một trái này thôi à. Trái cà chua vàng dễ thương dày tới cắn mất tiêu nè. Nhìn đẹp chưa các bạn? Đã ha. Bị ba trái hư luôn á. Chút xíu nữa cho thỏ ăn. Thỏ thích lắm. Cà chua thì quá nhiều luôn đó nè. Ở trên này nữa nè. Đây đây, trái này hái vô đi. Để mấy ngày nữa nó chín chứ không thôi là mình để đây cái con gì á, nó tới nó ăn á. Tại cà chua này nó ngọt lắm. Wow. Đó. Ha, hai trái cà chua như hai trái cam à. Chưa bự bằng trái cam lớn đâu. Thôi mình bỏ ở đây nó chằn dâu hết làm sao. Kiếm cái rổ. Loại cà chua này mình trồng mới chín là sẽ là màu trắng các bạn. Đó, chín là sẽ trắng bóc luôn. Ăn rất là ngọt. Nhìn cái trái đã chưa nè. Đó, trái nào trái nấy thiệt bự. Đây, trái dừa dừa đây. Cầm cẩn thận coi chừng nó rớt. Đó, nguyên cái chùm của nó nè. Thấy đã ha. Còn nhiều lắm. Đó. Này, quá đã luôn. Đó, trông cho nó đừng nó hư nha. Hư để mình hái. Chứ để hư hết ủ à. Trong này một chùm luôn nè. Nè các bạn. Nguyên chùm.
Trái gì mà đẹp quá. Rồi hái tiếp tục đây. Đó, được hai trái màu vàng. Rồi hái cà chua bi này, hái sướng tay ha. Nhanh, đụng vô cái là rớt ra liền. Đó, cái trái này ngon chưa? Một chùm đây nữa nè. Đã chưa các bạn? Trồng cà chua bi hái dễ thương ha. Trái nào trái nấy căng tròn. Đẹp thì là đẹp. Kiếm chỗ để nè. Mình dựa lên đây đi rồi mình hái. Hái hết nha. Cà chua cũng muốn đòi đi ngủ đông đó các bạn. Cho nên mình phải tranh thủ hái. Nó không hái thì sẽ úa tàn, sẽ héo hết. Mỗi lần chín là lá cà chua lại vàng, lại úa. Đây, mấy trái đây. Trái này nhỏ tí ha. Ngộ hết sức, chung chùm mà trái thì bự, trái chút xíu xíu. Đó, còn nữa không? Đây. Sang năm nhớ trồng cà chua ăn nha các bạn. Các bạn ở Việt Nam trồng mùa nào cũng được hay sao? Mình thì phải đợi tới sang năm. Đó, phải có 6 tháng mùa đông. Xong rồi tới 6 tháng nữa mới được trồng. Một năm nghỉ hết 6 tháng trồng rau các bạn. Đã chưa? Ngon ha. Đó, hấp dẫn. Còn nữa không? Đây nè, đây nè. Nó bị nứt ở dưới này nè. Mình gỡ lên cho các bạn xem cái chùm của nó. Đó. Wow, đã chưa? Bất lần 4 trái xem sao nha. Ok. Đó, ngon ha. Máy bay lại bay tiếp tục. Rồi còn nữa không? Đây, bên này trái nè. Còn đây là cây cà chua màu hồng của mình nè các bạn. Đó, trái nè. Đã chưa? Hả? Chín thì sẽ có màu hồng. Nguyên chùm này. Trái dưới này. Cái này một trái nữa. Để mình qua đây mình quay nguyên cái chùm này cho các bạn thấy rõ nè. Đó, đẹp không? Đây, nguyên chùm của nó đây. Chín sẽ màu hồng. Nhạt nhạt rất là đẹp. Đây nữa. Mình có một cây cà chua màu cam. Mấy bữa nữa chín nữa mình sẽ quay cho các bạn xem. Nó màu cam rất là dễ thương. Đó, còn cái trái màu hồng này mình sẽ hái đi nha. Thiệt là thấy thương ha. Đó, nằm lại dưới hốc đá cũng ra trái nữa. Ngon chưa? Đó, các bạn thấy màu hồng không? Nó hồng hồng chứ nó không có màu đỏ. Bỏ vào đây là mình thấy khác liền nè, thấy không? Cà chua kia đỏ cam, còn cái này màu hồng. Đẹp quá chừng luôn các bạn ơi. Nhớ trồng cà chua ăn nha. Đó, mình trồng mình thấy mê quá chừng à. Mới hái có hai đợt á ha. Hai đợt được mớ cà chua rồi nè. Đó, mấy cái bụi này cũng đang chuẩn bị chín nè. Trái quá chừng. Dưới này nữa, trái gì đâu mà nó mắc kẹt vô chung một cái chùm này. Ôi, không dám đụng đâu, sợ nó. Đó, sợ nó rớt ra lắm. Ra trái mà chen chút vô trong này. Coi coi, trái nè. Ra gì đâu mà núp vô một chỗ vậy đó, rồi sao bự lên được. Rồi, cái chùm bên này lại chín nè. Còn đâu chín nữa? Đây nè, đây nè. Đây chín nữa nè. Ngon chưa nè, hôm nay cũng nhiều quá ha. Có trái màu vàng, màu hồng, màu cam.
đẹp quá trời ơi các bạn. Nhìn thương thiệt. Đâu nữa? Đây nè, mấy trái dài nè các bạn. Trái dài mới chín vài trái thôi. Có chín nữa không? Đây nè, chưa chín lắm. Ok. Bên này nè. Hết rồi đó. Wow, đã chưa các bạn? Cây này là cây màu cam của mình nè. Đó, chín sẽ có trái màu cam. Nè, mình cho các bạn xem cái trái của nó nè. Chín sẽ ra màu cam đẹp lắm. Đây nè. Đó, mới lớn thôi à. Còn cà chua này là ra trái giống như con ngựa rằng á, con ngựa vàng á các bạn. Đó, nó chín nó sẽ sọc 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 sọc. Màu xanh thôi, nhưng mà nó có cái da sọc sọc. Đó, bây giờ còn nhỏ đã thấy rồi nè. Rồi, đã hái xong cà chua rồi đó. Đã ha. Vô một cái rớt mất một trái non rồi các bạn ơi. Để vô đây luôn đi. Đây có một trái màu hồng bị nó cắn rồi đây nè. Đó, coi coi. Coi, đó. Chưa kịp hái là nó cắn rồi. Cà chua đen cũng đang ra chùm chùm thôi. Trái nào trái nấy thiệt là đã ha. Chín là ra hái liền chứ để mấy con chuột con sóc nó tới nó ăn hết trơn các bạn. Đây nữa nè. Ngon ha. Đó, càng ngày thấy càng bự lên. Đẹp quá chừng luôn. Trái bên này bự nè. Ngon. Đó các bạn. Thấy chưa? Cà chua màu tím nguyên bụi. Đen tím. Có trái nào chín không? Trái này sắp chín nè. Đó, trái này chín rồi, hái đi. Hái để mấy con này nó tới nó lấy ăn hết rồi. Ok, được một rổ cà chua. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đào khoai tây. À, tới cái chỗ này là trồng đủ loại hết các bạn. Bắp nè, bắp ra cờ nè, dễ thương chưa? Đó, ở đây nữa. Rồi, ở dưới là bụi khoai tây. Hôm nay mình coi khoai tây đã ra củ chưa nha. À, chưa gì đã thấy củ lòi lên rồi nè. Wow, nhìn đã quá ha. Mình xem coi ở dưới có củ gì không. Không biết, mình chưa có trồng khoai tây lần nào. Lần đầu tiên trồng các bạn. Không biết nó như thế nào thì mình được thu. Như vậy thu được chứ. Đào đại lên đi ha. Đào lên rồi mình trồng củ khác xuống để mình thu hoạch vào mùa đông. Mùa đông mình sẽ có khoai tây mình thu ha. Được không các bạn? Ok, chắc mình đào đi ha. Củ về cũng ok rồi. Giờ làm sao? Đây, lấy cái đồ đào mà nó mắc kẹt vô trong. Bên nó thì bắp, bắp mọc này, chen chút này. Bên thì khoai tây, giờ làm sao? Dỡ nguyên cái này lên mình đào này. Wow, củ nhiều quá các bạn. Thấy không? Củ khoai tây này. Đó, mở ra thêm một củ nữa nè. Wow, nguyên cả chùm ở dưới này luôn. Đã quá chừng. Trồng khoai tây cũng vui quá các bạn. Wow, ở dưới này nữa nè. Mình tưởng ít thôi chứ, nhiều quá vậy. Chắc hôm nay nhiều lắm á. Ở dưới này nữa. Nguyên một mớ luôn. Chắc hôm nay đào hết cái củ này lên vô nấu món gì về khoai tây ăn nè. Đã chưa? Giờ sao ta? Khoai tây sao nó mọc cạn quá các bạn ha. Được một củ nè. Đấy, khoai tây bữa nay cho vô trong cái vỏ trái tim này làm. Nhổ nguyên cái gốc này lên thử xem sao. Bùi ra là hai củ này. Đã chưa? Khoai tây thì đen thù lui, đựng trong cái vỏ khoai tim. À, cái vỏ trái tim trắng thì trắng. Em cái củ cái này em giật lên được không?
nhổ ha. Mình nhổ lên thử nó có lên không. Nắm hết nguyên một bó nè. Đó. Tốt chưa? Xem mình nhổ nó có lên hết không nha. Wow, không lên. Lên đi. Ừ, nhổ toàn rễ không các bạn ơi. Cái củ. Thôi, cái lá này chút xíu để cho thỏ ăn nha. Bây giờ mình moi hết mấy cái củ này lên. Wow, một đống luôn ha. Còn cái cành nè. Đã chưa? Ngon chưa các bạn? Ngon quá chừng. Còn nữa không? Nhiều thịt á. Không ngờ ha. Ở dưới này nữa nè. Này, lên. Cái gốc nó yếu quá chừng. Mình giật ra nè. Wow, ở dưới này nè các bạn. Có một dây khoai tây thôi mà nó ra cả đống củ ở dưới này. Qua cái củ này bự chứ. Mói lên, mói lên. Xem được mấy củ nha. Để cái giỏ vô đây. Ok. Một củ bự nè, khoai tây nè các bạn. Hấp dẫn kia nè. Đó, tha hồ mà ăn nha. Là món xương hầm khoai tây cà rốt. Hay làm khoai tây chiên cho mấy đứa nhỏ ăn. Đã quá. Ngon chưa? Đầy trái tim không? Đó. Thấy rõ chưa các bạn? Thu hoạch khoai tây hôm nay. Tiếp tục đi. Còn nữa đó. Hai củ tiếp tục nè. Còn nữa không? Wow, nhiều quá các bạn. Dưới này nè. Đã quá chưa? Trồng có 1 củ, 2 củ khoai tây mà ra cả đống củ luôn các bạn ơi. Lời hết sức luôn á. Trồng có 2 tháng rưỡi mình bắt đầu mình trồng chắc từ tháng 6. Tháng 6 tới bây giờ 2 tháng rưỡi đó. Tháng 6 bị về tháng 8, tháng 9 rồi. Hơn 2 tháng mà thu được khoai tây rồi, nhanh quá. Còn cái rễ nó dưới này. Nhổ lên xem có trái gì dưới này. Có củ gì không? Nó lộn. Lấy cái đồ đào đâu rồi. Đồ đào khoai tây đâu rồi ta. Đây. Mấy củ cũng ok rồi. Ê, để ra đây tí cho thỏ ăn ha. Tiếp tục đào đi. Còn củ nào dưới không? Đây nè. Nè các bạn. May mình đào trúng rồi. Đó. Bự quá ha. Vô đây. Còn nữa không? Đã ha. Còn không? Ok. Xít xít xa xa tí. Wow, sang năm chắc mình trồng nhiều nhiều tí ha. Chắc bộ hết rồi ha. Ít vậy ta. Muốn đào nữa. Ít khoai quá. Hết rồi, hết thịt rồi các bạn ơi. Mình đào kỹ rồi đó. Đó. Thu được một rổ khoai tây hình trái tim. Đó các bạn. Ha, nhớ trồng khoai tây ăn nha. Chỉ hơn 2 tháng thôi là mình thu được mấy củ như vậy. Như mình bỏ có một củ xuống dưới này thôi đó các bạn. Củ lên được mấy củ ha. Bây giờ mình sẽ trồng khoai tây tiếp tục. Nè, ăn không hết nè. Nó lên mầm nè. Để thử ít bữa nữa có lên củ tiếp để mình hái không nha. Đó, mình trồng ở đây rồi mình tưới nước vô gạo vô. Là khoai tây mình nó hút chất bổ rồi nó ra. À, nó ra củ nha. Lột cái nhãn này đi. Hồi kệ nó đi. Đó, các bạn thấy không? Lên mầm ha. Mua khoai tây thì ăn không hết là nó lên mầm à. Đem ra đây trồng. 2 củ đây.
Rồi mình cứ lấy nước vo gạo mình tưới vô trong này là nó có chất bổ à. Nó lên lên trái lên cây cho mình. Ok. Đó. Bù lại cho hai củ đó nha. Ít bữa nữa ra tiếp một cây khoai tây ở đây nữa. Đó. Rồi, mình để cạn cạn như vậy rồi mình sẽ tưới nước vo gạo vô. Đó. Rồi, chuẩn bị có khoai tây mới nha. Xong rồi đó. Bạn thấy đã chưa? À, dễ thương quá chừng luôn. Cái củ nó nè. Chắc nổi luôn à. Đó. Cái bữa nữa mình đào cái bụi khoai lang của mình lên thử có củ giống vậy không nha. Mình không ăn lá để mình đào củ. Thỏ bữa này cho ra ngoài đi dạo nè. Đi dạo đã rồi chui vô trong cái chuồng này ngồi ăn cỏ. Đó, đặt cái chuồng này lên cái nó nhổ cỏ dưới đất nó ăn đó các bạn. Đó, bây giờ mình gác khoai tây lên này để cho nó bu lên nó ăn ha. Đó. Đây còn sót con củ nè. Không biết mình có nhổ khoai tây quá sớm không nữa. Mới trồng lần đầu chưa có kinh nghiệm. Hả? Mình quay mấy con thỏ nó ăn khoai tây cho các bạn xem nè. Tha hồ ăn ha. Chú Lan cũng hôm nay cũng đi chơi nữa. Nè, cho chú Lan nè. Ăn khoai tây không? Hôm nay cũng ra ngoài chơi nữa nè. Đó. Ăn đi mấy thỏ nhà mình đó. Thu hoạch xong là thỏ có một món khoai tây rất là tươi. Hôm nay hái được một mớ cà chua nha, có cà chua hồng nữa nè, ngon hết sức ha. Đó rồi bên này đào được mấy củ khoai tây, 2, 4, 6, 8, 10, 12 củ, đếm lại cho chính xác nha, 2, 4, 6, 8, 10, 12 củ khoai tây đó nha các bạn. Đó, hấp dẫn chưa? Vừa cà chua, vừa khoai tây. Rồi, tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác. Mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.